He created a man whom he named Adam, and the woman was called Eve. God told Adam and Eve to take care of the animals, flowers, and trees. Then pointing to a tree of good and evil, God warned them, "Do not touch." One day tempted by the snake, Adam and Eve ate the forbidden fruit. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Chúa đặt tên cho người nam là Adam, người nữ là Eva. Thiên Chúa đã nói với Adam và Eva chăm sóc động vật và cây cối. Sau đó, chỉ vào cây trường sinh, Thiên Chúa cấm Adam và Eva: "Hai con không được ăn trái này." "Dạ vâng." Một ngày kia, Adam và Eva ăn trái cấm và không được ở lại vườn địa đàng nữa. "Ôi, trời ơi!" "Ôi, chết rồi." Chiều đến, Chúa vào vườn tìm kiếm Adam và Eva, nhưng không thấy hai người. Chúa liền kêu: "Adam, Eva, hai con ở đâu? Hãy ra đây." "Adam, hư quá." "Eva, xấu." Vì họ không vâng lời nên Thiên Chúa trừng phạt họ. Hai ông bà bị đuổi khỏi vườn địa đàng và cuộc sống họ trở nên khó khăn. Because they disobeyed God, Adam and Eve was punished and sent out from the Garden of Eden. Life would become difficult for them. Sống trong cảnh nô lệ và lu đày, loài người van xin và trông đợi Chúa cứu thế. Thiên Chúa sai các tiên tri làm đuốc ánh sáng để dọn đường cho đấng cứu độ đến. Living in bondage and slavery, people cry to God to send a savior. God sends the prophets as the beacon of light to prepare the way for his son. Các tiên tri đến dọn đường cho Chúa hài nhi. Tiên tri Ê-đê-ken kêu gọi: "Hãy hối cải và trở về với Thiên Chúa. Hãy mặc lấy một quả tim mới." The prophet Ezekiel called out: "Repent, repent, return to God with a new heart." Tiên tri Isaiah loan báo: "Thiên Chúa sẽ sai đến một đấng cứu thế. Người sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." The prophet Isaiah announced, "God will send a savior. He shall be called Emmanuel, which means God is with us." Thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố: "Hãy bỏ đèn tội lỗi và dọn đường cho người vì Chúa sắp đến rồi." St. John the Baptist proclaimed, "Make straight your path and prepare the way Jesus is coming." Thank you.
One day, God sent the angel Gabriel to a young girl named Mary. After hearing the angel's message, she humbly said yes to God and became the mother of Jesus our Savior. Một ngày kia, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến thành Nazareth, truyền tin cho một trinh nữ tên là Maria. Kính chào Maria, Thiên Chúa ở cùng bà. Những lời đó là Maria sao xuyến, và bà suy nghĩ lời chào đó có nghĩa gì? Thưa, lời chào này có nghĩa gì? Maria, đừng sợ, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Việc ấy xảy ra như thế nào? Thánh Thần sẽ đến cùng bà, và em bé sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không làm được. Xin vâng, con là nô tỳ của Chúa. Con xin vâng như lời sứ thần truyền. Rồi sứ thần tạm biệt ra đi. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, Chúa Giêsu nhập thể làm người. Through Mother Mary's yes to God, Jesus was incarnated and became a human. Oh,
Anh Giuse ơi, tới giờ rồi. Ừ, mình tới liền. Mùa đông, mẹ Maria và thằng Giuse đi về Belém. Chỉ một cảnh hang đá đã mở cửa cho gia đình thánh gia. Upon arriving in Bethlehem, Mary and Joseph stand and knock at many doors to seek a place to stay. The only door that opened for them was at the stable. Trong đêm yên tĩnh của đêm cực thắng, Thiên Chúa làm người. Mẹ Maria xin Chúa hài lòng Giêsu. In the silent night, a holy night, Mary gave birth and welcomed baby Jesus into the world. Thank you.
mừng vui. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. The star is twinkling brightly, lights up the sky, calling everyone to come and adore Jesus sleeping away in a manger. Choirs of angels appear singing Glory in Excelsis Deo, glory to God in the highest. Thank you.
white star, the wise men from the Orient come to offer their finest gifts of gold, frankincense, and myrrh to the baby king born in the stable. Ngôi sao lạ xuất hiện, đã dẫn đường ba vị vua từ phương xa mang vàng, nhũ hương và mọc dược đến hang cỏ để dâng tiếng Chúa hài lòng. Jesus, the perfect gift of love is born. Happy birthday, baby Jesus.